Trời ơi, không giống con, giống ai? Đúng rồi, quên. Nó nghe nè con. Dạ. Nói cái gì cũng phải, nó có qua giấy tờ chứng minh đàng hoàng. Nếu mà con tìm được cái chỗ nào mà giúp cho cô mà trả nợ vậy á, thì cô sẽ gửi con chứng minh dân với lại giấy tờ hộ khẩu của cô hết. Rồi cô sẽ đưa cho con coi bệnh án của cô như thế nào, chứ không phải là cô nói láo đâu. Dạ. Con phải, tại vì con không có đặt, để con đến đây, con sẽ biết cái sự thật. Thì bây giờ nói qua cái lời nói qua điện thoại không, làm sao con biết được, phải không? Vâng. Đó là vậy đó. Cô sẽ cho con coi ha, cô nè, bị đủ thứ bệnh hết trơn luôn, cho con coi luôn á. Cô có bảo hiểm là bảo hiểm y tế, con có thuốc rẻ tiền thì nó cho uống. Vâng. Nó cho uống, còn thuốc mắc tiền là phải bỏ tiền ra mua, mà con biết mua một lần 600.000, có khi mua cái tiểu bạc á, coi cho con biết vậy đó. Vâng. Chứ không phải là đơn giản đâu, chứ không phải cô đâu có bảo hiểm nghèo đâu. Vâng. Bảo hiểm trời, cô chỉ bảo hiểm y tế thôi, mà cho thuốc rẻ tiền uống đâu có hết. Vâng. Thuốc mắc tiền á, mà uống ăn thời gian nó không tái lại, cô bị hấp đi và dạ dày nữa, tùng lum hết trơn luôn á. Vâng. Nếu mà con rảnh là con mà đến ngay cái phòng chỗ cô ở là con sẽ biết hết tất cả. Bây giờ nói qua con không có tin cô. Con thì cũng vẫn còn phải đi làm nên là thôi, con biết cái nào thì con giới thiệu, con hướng dẫn cô thôi, chứ con cũng còn đi làm nên là con cũng không có thời gian rảnh cô ạ. Cô cho cô nói một câu đây. Vâng. Con chỉ cần là bao nhiêu 15 triệu mỗi tháng, cô trả 1 triệu, trả hết sạch. Cô lấy lại giấy tờ, ta chỉ có vậy thôi. Như vậy là cô mang ơn cô đổi ơn cô nhiều lắm. Con như vậy là quá mang ơn. Con có tiền đâu mà giờ cô hỏi 15 triệu cũng là số tiền lớn ấy. Con đi làm. Không phải ý là nói là tại vì con có tiếng nói trong xã hội đó, thì giờ cũng như là con biết ai mà khá giả đó con. Đâu có cô, con cũng thấp cổ bé họng, gia đình cu li 8 đời tá điền, đến đời thứ con là con đi làm thuê, đi làm cu li, chứ còn 8 đời tá điền chứ có phải là cái gì đâu. Cô bảo con có tiếng nói trong xã hội, con cũng tại vì cô coi trên mạng mà cô biết. Không. Mà con là người có tiếng mà, chứ như cô vậy làm sao có tiếng. Cô thấy không, gọi là con à, tiếng thì ai chả có, tiếng nói ai chả có. Đó là con vậy. Thì có tiếng mà không có miếng cô ạ. À, nhiều khi cứ nói thánh nói tướng thôi, chứ còn cũng đói vêu mõm ra cũng phải đi làm đấy cô ạ. À. Dạ. Thì con không biết bao giờ cô mới gặp được con. Thì dạ. khi mà cô mà gặp được con rồi, chắc không biết cô còn sống không nữa. Thì không, thì cô nói chuyện với con luôn á, thì không biết bao giờ cô mới gặp được con. Cô chú cứ yên tâm làm lụng, bây giờ thực ra thì mình cứ chịu khó làm là năng nhặt chặt bị thôi. Mình cứ khéo co thì ấm, gọi là kiếm được đồng nào kiếm được, gọi là phải có bát ăn bát để, đừng có xài hết thì là mình có tiền dư thôi cô ạ. Bây giờ hỏi con, chứ một ngày cô bán 200.000, cô lợi 200.000. Vâng. Đóng lợi 150.000 rồi. Vâng. Con thấy không, con thấy cái số lợi. Ừ, rồi còn phải ăn uống nữa chi. Vâng. Rồi thuốc men đơn giản nữa. Vâng. Có khi cô bán được 300 tờ, có khi 200 tờ. Đó, có tiền để bữa vậy rồi. Rồi trên tâm ra nó không có dư để mà trả cho cái số tiền này. À. Dạ. Đó. Dạ đó, con chỉ là xin con rồi, là con giúp cô vậy, là cô không có xin không. Vâng. Gọi là ý là cô là muốn là có ai mà có tiền thì cho mượn thôi, để con đăng cái video này của cô lên để xem có ai giúp cô không nhá, được không? Dạ, cô sẽ thấy giấy tờ cô. Vậy là cô là tên là gì, cô tên là gì, cô tên là gì và ở đâu của cô? Cô tên Nguyễn Thị Phượng. Nguyễn Thị Phượng à, tên đẹp thế à. Năm nay 61 tuổi. Vâng. Sinh năm 1959, giờ gọi là để sinh gái đi bán vé số cần 15 triệu để đóng lời cho xã hội đen đúng không? Sinh gái đông 61 tuổi là sinh gái chồng nào? 61 tuổi nhá, ngày xưa sinh gái mà bây giờ cần 15 triệu để trả nợ cho giang hồ đúng không? Không phải. Không có giang hồ, người ta là dân cho vay. Dân cho vay nặng lãi chứ không phải cắt cổ thôi, chứ không phải giang hồ đúng không? Người ta đâu có chửi một câu nào đấy, nhưng mà có cái là tại chính nhận cái giá đó thì mình phải giải thôi. Giang hồ là chừng nào mà xâm mình hay là ta đánh ngọc quỵt nợ đấy là hậu ính đúng không cô? Đó là vậy. Thế sao cô bảo cô đi hát hò gì để mà có tiền, mà nãy có người bảo là
có người bảo con là cô đi gặp ông Coloman ấy, hay là ông Khương Dừa gì đấy, mấy ông đấy là ông ấy tổ chức thi đấy cô. Cô đâu có biết mấy người đâu. Ông Coloman là ông ấy hay đi ngoài đường ấy, ông ấy cứ thấy mà ai, ông ấy cứ thấy ai mà nhảy múa hoặc là gì đấy là ông ấy lại ông quay phim cho ông cho tiền đấy cô ạ. Nhưng mà cô đâu có biết không, ông đó là con đây là còn khó gặp đó. Ông, ông ấy hay chạy xe ôm Grab, ông ấy đeo cái nón giả rồi ông ấy đóng ở trên YouTube ấy, con cứ nhìn thấy ông ấy có công ty ở bên 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 quận Bình Thạnh ấy cô. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi xong tới. Vâng. Có cho gặp không? Nó Khương Dừa đi quay tối ngày bận rộn lắm. À không. Bây giờ mấy người này là họ săn là tìm kiếm tài năng cô ạ. Bây giờ cô nói là nếu mà cô biết hát hay biết nhảy múa gì thì cô cứ hát. Cô sẽ mượn cái loa kẹo kéo rồi đấy, cô đứng trước cửa công ty cô hát cho con. Cô cứ hát 10 bài mà chưa có ai ra tiếp thì cô hát tiếp 10 bài nữa. Tại khi mà có ai yêu cầu thì cô hát, tự nhiên đứng hát, tao nói mình khùng quá. Cô mắc cỡ lắm. Con hả? Dạ. Dạ không, mình cứ hát, mình phải hát, mình phải biểu diễn, phô diễn cái tài năng ra. Họ mới bảo ôi trời, cái tài năng này mới được khai quật thì bây giờ tôi phải tuyển ngay vào công ty chứ, này đại loại thế chứ. Con chỉ bây giờ mới phát nhạc kia thôi, mau đi vô cho đỡ thôi, chị vô cho đỡ thôi chứ còn tự mình là phải chung tay yêu cầu mình đi, còn đằng này tao không yêu cầu. Không, khổ quá, mình là nghệ sĩ nhân dân, là ca sĩ ưu tú thì là mình đứng mình phục vụ công chúng, bà con đi ngang qua thì mình hát, họ thấy cái giọng hát của mình họ đứng lại họ nghe, thì như vậy là các cái chú đấy, các cô chú đấy là Coloman với lại chú Khương Dừa là chú ấy, là đi săn tìm kiếm tài năng đấy. Cô không thấy là cái chương trình tìm kiếm tài năng Got Talent đấy à, họ đi tìm những ông bà già mà gọi là có tài năng để cô coi tìm kiếm tài năng Got Talent á. Vâng đó. Thế. Nhưng mà cô không có loa làm sao. Không, bây giờ không có loa, ta hát chay. Bây giờ cô sắm cái song hay cái mâm gì đấy cô cứ gõ. Mà con thấy những người đi hát dạo nhiều lắm mà. Họ bán kẹo kéo. Họ bán kẹo kéo, họ đi họ hát đây. Nhưng mà giờ cô không có loa kẹo kéo làm sao. Mình đi ngang qua đấy mình coi thử xem là họ. Mình cứ phải phục chứ, thập diện mai phục chứ. Chưa có mình phải mượn. Rồi mình đi đến mình hát chay, đầu tiên hát chay rồi hát xem những các cái nhà nào họ có loa kéo ở gần đấy cô mượn cô hát. Cô trình bày hoàn cảnh của cô. Không có ai cho mượn trên cô. À con à, nói nghe nè. Dạ. Bây giờ con cho cô xin một phút. Dạ. Thử một câu cho cô. À vâng, cô ca thử đi. Ờ đúng rồi. Dạ. Rồi ha. Dạ. Mùa thu lá bay anh đã đi rồi. Bơ ta ngồi bao giấc mộng tháng ngày, lại trời được yêu mãi nhau người ơi. Đừng đêm trái ngang chia lìa lứa đôi. Rồi quá hay cô ơi, bây giờ thế này này, con thấy là bây giờ cô phải vào đúng phòng trà cô hát là tối nào không có tiền, có người lên tặng hoa cho cô. Không, bây giờ phòng trà, bây giờ có mấy cái phòng trà là hình như phòng trà không tên này, phòng trà tôi và em này, rồi phòng trà ca sĩ Lệ Quyên này, bây giờ cô phải chịu khó tìm hiểu. Đến những chỗ đấy thì những buổi tối đấy thì người ta hay đến, người ta uống cà phê, người ta hát. Thì mỗi ca sĩ hát thì như bọn con đi, bọn con thấy bọn con đều bỏ tiền vào cái bông hoa đấy, mang lên tặng ca sĩ thì tối có khi vài trăm, có khi cả triệu không chừng. Nên là bây giờ kệ mình còn sức, mình cứ đi tìm kiếm cách để mình kiếm tiền cô ạ. Chứ không cần phải xin vay mượn ai. Con thấy cô có tài năng như thế, cô cứ dùng cái tài năng của cô phát triển. Không cần phải nhờ ai hết, mình phải có lòng tự trọng chứ. Vậy là cô hát được phải không? Cô hát được, đấy. Đấy cô cứ đến. Cô cứ đến trước cửa đài truyền hình cô hát này. Cô đến trước cái chỗ công ty của chú Coloman gì đấy, chú Khương Dừa, những cái nhà đấy là những cái người mà đi săn tìm kiếm tài năng đấy, là họ thấy cái tài năng của cô mà tài năng mới được khai quật thì là họ sẽ có khi là họ làm hợp đồng ký tuyển thẳng làm ca sĩ chuyên nghiệp, ca sĩ chính luôn đấy chứ.
nói là cái lúc mà cô đến là không có người ta ở đó. Không, bây giờ cô phải, con nói cô là bây giờ cô đi, cô phải lên kế hoạch tìm kiếm là bây giờ một tuần liền cô bán vé số ở đấy. Bây giờ cô xem clip là ông Coleman ông đang ở đâu. Sau đó thì cô phải comment ở đấy, rồi cô hỏi, cô phải có những các cái người mà tai mắt để hướng dẫn cô để xem là khi nào thấy cái ập đến là ông ấy coi là đang đi thì cô ập đến cô hát luôn cho ông nghe, ông ấy phát hiện tài năng chứ. Cô nói thiệt cho con đừng cười nha. Dạ. Cô xài điện thoại, cô không có biết xài cảm điện thoại cảm ứng, cô không biết sao hết trơn, nó làm sao mà liên lạc được với mấy ông đó. Không thì thế, bây giờ công ty thì thường là thứ hai người ta sẽ họp giao ban đấy. Đó, thường thứ hai họp giao ban là cô phải đấy, coi là thường là mình cứ trực thứ hai là ngày đầu tuần. Đấy, thì mình sẽ thử ở đấy xem là họ có họ họp giao ban. Đấy, rồi cuối tháng thì ông chủ ông phải phát lương cho nhân viên chẳng hạn đó, thì là mình phải canh những cái ngày đó mình tới. Chồng ơi, làm sao mà canh được, khổ ghê vậy con ơi. Không, thì bây giờ phải tìm chứ cô, bây giờ. Bây giờ. Cô tìm con còn hơn là tìm chú nữa. Không. Cô đừng tìm con là tìm con như thể tìm chim. Bây giờ con đang ở Hà Nội rồi, con đâu có ở Hà Sài Gòn đâu cô. Khổ ghê nhỉ. Bây giờ con thấy cô cứ có tài năng là đấy, cô phải thứ nhất là phòng trà này, thứ hai là các cái quán hát với nhau này, rồi là cô hát đám cưới này, làm MC các cái đám tiệc, đám thôi nôi. Mình phải tìm cách bây giờ không đi bán vé số nữa, bây giờ đi làm cái việc khác nhiều tiền hơn, hoặc là đi thi các cái chương trình tìm kiếm tài năng. Quần áo không có nè, mà lại người cái đen đúa xấu xí. Không, bây giờ con nói cô, quần áo bây giờ nhiều khi quần áo không quyết định đâu. Có những người người ta chẳng mặc gì, người ta hát vẫn có người nghe em gì. Thế rồi có những cái cô bảo đen đúa thì các cô da đen ấy, nhìn đen như củ súng ấy, họ vẫn hát đấy mà khán giả vẫn vỗ tay ầm ầm nên gì cô. Cô nghe nói là con lâu lâu cô hay con hay ra ủng hộ cái chỗ gì đó đi tiên con tiền thì là ma cô gì đó ở trên bệnh viện mà mình bị khủng bố đó. Dạ. Mà cô ra mấy lần rồi cô không gặp con. Không. Thì cô nói thiệt á, cô gặp con còn hơn là chúng số đặc biệt em có thể. Không, nếu mà thế thì cô gặp chú Cường bà cu chứ cô gặp gì con đâu biết gì không đâu. Vâng. Con tại vì á, cô trên mạng con thấy con đứng ở đó đó, rồi con còn đi mấy bạn mấy cô xếp hàng vô đi họ đó con thì lâu lâu 9 tháng 10 ngày con mới tới lần đó chứ đâu phải lúc nào con tới đâu cô. Vâng. Trời ơi, đến khi mà nó thấy cho con lĩnh đường nha, cô mà gặp được con chắc là con sống không nổi. Thôi cô, trời ơi. Thì không biết bao giờ mới gặp được con, mới thấy gặp được con là coi như là hạnh phúc nhất của đời cô. Thôi trời ơi, cô nói thế lại làm con mất ngủ rồi. Không, cô nói thiệt chứ, gặp được mà trực tiếp mà nói chuyện với con, mà được nhìn thấy con thì là hạnh phúc nhất của đời con. Cô nói thiệt cái con biết đâu luôn á, cô nói thiệt cô á, nói thiệt cái con luôn, con đừng cười cô. Không, bây giờ cô phải gặp những người nổi tiếng hơn, cô gặp ví dụ như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, hay là cô gặp ông Coleman, hay là chú Cưng Dừa, hay là Trấn Thành, Harry Won, hay Trường Giang, Hoài Linh. Chứ cô gặp con thì vô danh tiểu tốt. Mấy người đó họ đang nổi tiếng, họ giàu có, gia đình họ không biết là họ có chịu dập ngó đến nào, họ có chịu dập ngó đến mình đâu. Nhưng mà chỉ có con, tại vì cô thấy con đi làm việc từ thiện rất là tốt, rất là quý cái điều đó, rồi cô rất là con đi là... con đi là lúc nào có 5 vệ sĩ bảo vệ theo con đấy cô ạ. Nên là cô gặp con hơi khó đấy. Thì đó con thấy không, bởi vậy gặp được con thì là con là lúc nào đi cũng có vệ sĩ bên cạnh đấy. Cô rất là yêu quý, cô rất là rồi thôi, bây giờ con cũng rất vấn đề mà việc làm của con, cô rất tính một cái thì con cảm ơn cô, nhưng mà thôi mình đấy, con cũng chẳng biết giúp gì được cô, thì có mấy cái hướng để chỉ cho cô để cô làm thôi, chứ giờ thực ra giúp người cũng là tùy duyên cô ạ, chứ còn tiền nong thì bọn con cũng đi làm cũng kiếm tiền từ sáng đến tối đấy. Ví dụ cô gặp con đây, con chồng á, 500 1 triệu cho cô nhận đồng, cô nói thiệt, 500 1 triệu cũng nhận luôn á.
Dạ. Không nhận, cô không nhận. Vâng. Cô nói thiệt với em đâu luôn á, không nhận. Nhưng mà con gái là cô chủ trần mà không có cái đó là không trả mỗi tháng cô thế. Vâng. Thôi cô bây giờ từ từ con bận, con có việc bận cái đã cô nhá. Dạ dạ. Vâng. Rồi con chào cô nhá. Rồi chúc cô sức khỏe nhá. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. À nam tử Dương. Đây là em điện cái số điện thoại này của cái bà ở đây luôn. Em thấy hoàn cảnh của bạn mệt mỏi mà khổ lắm anh ơi. 80 mấy tuổi rồi mà giờ đau ốm hoài. Cho nên đó là em cũng mới vừa câu cái Bluetooth. Em thấy anh đi giúp đỡ người ta đó. Dạ. Rồi em mới điện mẹ kia rồi nhờ anh giúp đỡ cho cái hộ cái bà này mà điện. Em biết bạn ở thành phố nhưng mà ở Đồng Tháp chắc không biết anh có về không anh. À, có dịp thì sẽ đi ngang chị, nhưng mà chưa biết bao giờ chị ạ. Dạ. À, có dịp thì sẽ đi, chị em sẽ đi. Nhỏ quá, nói chuyện, người ta nói chuyện con nghe không đủ. Và bảo có dịp, alo. Có dịp thì em sẽ đi ngang, dạ, mà dạ, chưa biết bao giờ chị ạ. Chị nào lớn không chú? Alo. Và em nghe chị ơi. Alo. Alo, alo. Dạ. Và em nghe. Của bạn nó nhỏ quá đó anh. Thành ra là anh nói chuyện em không có nghe rõ. Không nghe, em nghe rất rõ mà. Dạ dạ, để em về em lấy cái điện thoại của em rồi em bấm qua em điện cho anh nha. Không, đây đây nghe rất rõ mà chị, nghe rất rõ mà. Dạ. Đây nghe được mà, nghe rõ mà chị. Nghe em rõ thấy mà cái chị. Điện thoại. Em thấy nghe rõ mà. Dạ, em ở Đồng Tháp mà bây giờ anh nói chuyện cái tiếng em nghe được cái tiếng không quá anh. Dạ. Rồi cái anh nói thì em nghe không có rõ, rồi đây em trả lời cái không có chính xác ở đây rồi không có mặt trận nữa. Để em lấy cái điện thoại kia nó lớn lớn chút nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, 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 em rất là chào anh. Dạ, dạ, chào chị. Alo. Ở Đồng Tháp là Dung. Vâng. Thế chào chị. Chú không? Nhà chú mà giúp cái giúp tôi đơn cô mình là chú ơi. Cô đơn có mình bây giờ cô muốn giúp sao? Kiếm người yêu, kiếm chồng hay là sao? Sao ở quá giờ đi dính không được luôn chú ơi. Ở không có chỗ nào ở hết. Là cô có con mình giờ cô muốn tìm chồng Việt Kiều hay là sao? Dạ yeah. Đào tốt, đào bờ thành gì đủ hết trơn. Giờ quá kỹ đều đi mà đi đâu có tiền đi. Thế bây giờ là con tìm chồng cho cô à hay sao? Dạ. Là cô muốn đổ chồng quá, chồng cô muốn chồng dạ. Iran, Iraq hay là chồng Mỹ hay là chồng Lào hay là Campuchia? À, có một mình à. Alo. Alo. Dạ, alo anh. Cô bảo cô muốn tìm chồng hả chị? Dạ. Cô bảo cô ở một mình muốn tìm chồng phải không chị? À, dạ. Cô về con nói chuyện con nghe. Dạ, lâu. Rồi, chào chị ạ. Dạ, Minh Hồng á, bao nhiêu tuổi? Nguyễn Thị Hồng, 82 tuổi. Nguyễn Thị Hồng, 28 tuổi gì ạ? 82 tuổi và là cô sao hả chị? Dạ. Cô ở ấp 2 xã Mỹ Long. Và rồi sao nữa chị? Cao Lãnh Đồng Tháp. Và cô bị sao ấy chị? Dạ cô có hai mẹ con mà con gái thì bị tiểu đường á, bị nặng bị thận á mà và bị nặng. Còn bao tử nữa, còn mẹ Nguyễn Thị Hồng á thì đơn kiếm không ai lo hết, không có nơi ở. Thế chồng cô đâu rồi chị? Dạ mất lâu rồi, còn cô con gái là chồng cũng ly dị lâu rồi, ở có mình à. Và thế còn anh em bà con họ hàng không có ai à? Dạ gia đình đơn kiếm không có ai. Chúng giống mà chưa thấy hoàn cảnh tôi rồi. Và vậy là bà có số điện thoại này đúng không? Con thấy số điện thoại bà đẹp lắm mà. Dạ,
hồi xưa rồi. Vâng. Cô ta cho, cô không biết nữa. Thôi thì con cứ ghi nhận cái thông tin. Thế rồi khi nào có dịp đi qua thì con sẽ ghé. Bây giờ con cũng chưa biết là khi nào. Rồi, bà cứ dạ. Thì bà hỏi địa phương để giúp đỡ bà chưa? Dạ. Địa phương có giúp bà cái gì không? Dạ. Đi đâu à, chú xuống tôi qua nhà đây, cũng đi xin ăn. Bà đi xin ăn ở đâu cơ bà? Dạ, Mỹ Long. Dạ, Mỹ Long. Ấp 2 xã Mỹ Long, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ấp 2 xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Bà tên là gì chị nhỉ? Tên Hồng. Bà Hồng, 82 tuổi. Dạ. Dạ. Rồi rồi, em ghi nhận thông tin đấy, có dịp mà đi ngang thì em sẽ đến tìm hiểu xem như thế nào chị nhá. Dạ, em cảm ơn chú nhiều. Rồi, rồi cảm ơn chị. Rồi bây giờ các chị cứ đi làm giúp đỡ bà nhá, nuôi bà nhá. Và rồi rồi, chào bà nhá. Chào các chị. Dạ dạ. Alo, em nghe. Tên em là gì đấy? À, tên em là gì á? Em tên là gì á? Em tên là gì? Dạ. Chị, tên em là gì mà? Đang xem cái chương trình mà chính là cô đơn rồi được như là từ thiện như thế. Vâng. Nếu sống thì phải để đáng lên. Em là tên là gì luôn chị ạ? Em là gì ạ? Vâng. Em họ là tên. Họ là tên à, còn đệm là còn tên thì là gì ạ? Em chỉ cứ gọi là em tên là gì là đúng rồi. Dạ vâng, em chào chị.